Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Bây giờ muốn đi tìm cực trị của AB thì chúng ta phải đi đạo hàm lên. Đạo hàm của x mũ 3 là 3x bình phương. Đạo hàm của x chúng ta sẽ có số 1. Còn số 1 là hằng số chúng ta sẽ có số 0. Sau đó chúng ta cho y phẩy bằng 0 để đi tìm cực trị của nó. Như vậy chúng ta giải phương trình này ra thì chúng ta sẽ có hai nghiệm. Đó chính là x bằng 1 và x bằng trừ 1. Thì sau khi chúng ta có hai nghiệm rồi, thì chúng ta sẽ thế vào cái phương trình y này. Đối với trường hợp đầu tiên, khi x bằng 1, thì chúng ta thế số 1 vào. Thì chúng ta sẽ ra y bằng trừ 1. Khi x bằng trừ 1, chúng ta thế trừ 1 này vào. Chúng ta sẽ có y bằng 3. Như vậy, trong trường hợp này mình sẽ đặt hai điểm A và B. Điểm A thì chúng ta sẽ có tọa độ là 1, trừ 1. Điểm B sẽ có tọa độ là trừ 1, 3. Để nó đi tìm phương trình đường thẳng của AB. Như vậy, trong trường hợp này chúng ta có phương trình đường thẳng, đó chính là y bằng mx cộng b. Bây giờ, trong trường hợp này, chúng ta đã có tọa độ của hai điểm, thì chúng ta sẽ có một hệ phương trình. Chúng ta sẽ lấy trừ 1 bỏ vào chữ y, 1 bỏ vào chữ x, thì chúng ta có m cộng b bằng trừ 1. Tiếp theo, chúng ta bỏ trừ 1 vào x và số 3 vào chữ y. Chúng ta bấm máy tính cục này ra thì chúng ta sẽ tính được m và giá trị của b. Hello, giá trị của b đúng rồi. Đó chính là trừ 2 và số 1. Như vậy, chúng ta thấy vào đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.